Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà đất Đoàn Vương chuyên trang bất động sản Gò Vấp để xem một căn nhà mới xây rất là đẹp, một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Tọa lạc trên một cái con hẻm cục an ninh gần 3,5 m, cao ráo không ngập nước của Thống Nhất đường số 2, phường 16 Gò Vấp, khu trường Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ và nhiều cái tiện ích khác gần Ủy ban Nhân dân phường 16. Hẻm rất là ok trong một buổi chiều cuối ngày và rất là yên tĩnh. Mọi người dựng xe trước nhà thoải mái, không rất là an ninh, yên tâm. Nhà có hai lớp cửa, 4 cánh lùa ở ngoài, khá là rộng rãi. 4 cánh lùa ở ngoài và sau đó là 4 cánh kính cường lực cách âm ở bên trong, rất là tiện dụng. Có diện tích 3m1 x 9 sổ hồng riêng, diện tích công nhận trên sổ là 28m2, còn diện tích thực tế sử dụng đang 32m2. Tổng sàn sử dụng 3 tầng là 90m2 tròn trịa. Nhà có hai ban công, phòng ngủ lồi thụt trước sẽ rất là ok. Phòng khách rộng rãi, quý vị có thể dựng xe thoải mái. Đang tặng sẽ tặng thêm bộ ghế salon 16 triệu cộng với lại kệ tivi và quạt, hệ thống đèn chùm mới đẹp. Nhà xây mới 100%, 4 phòng ngủ và thuộc hướng Tây, cung Tây tứ trạch quý vị nha. Toilet giữa nhà mới đẹp, cao ráo, và khu bếp được tặng thêm quạt nữa. Khu bếp được tặng thêm quạt và cái góc này để mà chúng ta có thể để tủ lạnh vì đã có ổ điện chờ, và kệ bếp trên màu trắng dán gạch men và ở dưới thì màu gỗ vàng cùng cái mặt đá hoa cương hình chữ V rộng rãi chắc chắn, tha hồ mà bà cho cái bà nội trợ để đồ để nấu ăn. Đây, khu bếp rộng rãi mát mẻ. Tại góc này đây chúng ta sẽ có cái khu để máy giặt và cấp và thoát nước cho máy giặt. Như vậy là tầng 1 khá ổn cho một cái sàn 32m2 mỗi tầng. Giờ mời quý vị lên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. Cầu thang lát đá hoa cương đen trắng, tay vịn gỗ, kính cường lực. Khá là rộng rãi, tại các bậc này được có cái chiếu nghỉ để chúng ta để cái bậc thang ở đây là lên tận trên và diễn trời trên cao lấy sáng và gió. Mỗi tầng chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ trước sau làm bằng cửa nhôm Sifa, tặng quạt và máy lạnh đầy đủ. Quý vị chỉ cần trang bị thêm giường tủ nữa là vào ở thôi. Nhà rất là mới và mình thấy rất là chắc chắn. Cái cảm nhận của mình là chắc chắn. Ba toilet đều nằm giữa nhà, sử dụng chung cho hai cái phòng ngủ sau trước, khá là hữu ích cùng cái hệ thống cửa. Và phòng ngủ lồi thụt cho nên là chúng ta được tặng rèm cửa, máy lạnh cùng quạt. Thì chúng ta sẽ có một cái không gian rộng cho cái phòng ngủ, kê được giường ở giữa phòng. Sau đó thì chúng ta có cái khu để bàn trang điểm để cho các cái quý bà, quý phu nhân xinh đẹp có cái góc riêng của mình để mà mình có thể đặt cái bàn trang điểm cho chị em phụ nữ. Có máy lạnh, 4 máy lạnh xịn sò cho 4 phòng ngủ. Tại khu cầu thang này thì trên từng cái toilet cũng sẽ có một cái kho nhỏ để chúng ta có thể đựng những cái vật dụng và các cái sự trang trí khác. Giếng trời. Các cái phòng ngủ sau sẽ có cửa sổ thông ra cầu thang như thế này để mà chúng ta lấy thoáng. Và tại đây chúng ta cũng có cái phòng ngủ sau y chang như cái lầu 2 tầng 3. Đấy quý vị nha. Quạt, máy lạnh, sàn lát gạch rất là chắc chắn. Từng tầng đều có CB chống giật riêng hết để mà cúp cầu dao khi đi vắng cho tiện. Khi hồi bình thường có thể nhà ít người chúng ta không sử dụng những cái tầng trên.
Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 0388577577 để đi xem căn nhà. Và cũng đừng quên đăng ký hai kênh bất động sản song song, chuyên về Gò Vấp, nhà giá rẻ cũng như siêu phẩm, đó là Bất Động Sản Hồng Phát hoặc Nhà Đất Đoàn Vương, chuyên trang nhà bán Gò Vấp, để xem thêm những cái căn nhà khác trong danh sách phát nhà 4 đến 5 tỷ. Quý vị nha. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Mở ra không được. Đây, ban công rất là chill luôn. Này, ban công đây. Quý vị sẽ có một cái khu cao tầng rất là đẹp. Mình sẽ mở cửa lại ban công để mình ra cái đoạn ban công cho quý vị nha.